Xin chào tất cả các anh chị, các chị em ở trong Zoom cũng như là đang xem trực tiếp. Hôm nay thì đặc biệt là như tranh thủ ngày lễ, như cũng thấy bữa giờ mọi người cũng đăng Facebook nhiều cái vụ chữa lành rồi đó. Thì bữa nay mình cũng tranh thủ lễ để mình chữa lành đi ha các chị em ha. Hôm nay mình sẽ đọc tiếp cái quyển sách này, Bảo Dông Mới Là Cuộc Đời ha. Hôm trước thì mình cũng đã đọc làm sao để nó im cái này ta. Anh ơi, anh kiểm tra giùm em ở trên Facebook nó có lên chưa nha. Thì bữa mình cũng đang đọc cái quyển này rồi, thì hôm nay mình sẽ đọc tiếp cái phần tiếp theo của Bảo Dông Mới Là Cuộc Đời nha cả nhà. Nếu mà chị em nào có sách thì mình mở ra trang 37 để mình dò theo nha. Người nóng tính đẩy những người thân yêu rời xa. Chúng ta có thể định nghĩa sân hận là cảm giác có nhiều mức độ, là sự ác cảm có nhiều mức độ khác nhau. Nó có thể thay đổi từ mức độ phàn nàn chỉ trích đến mức độ muốn giết hại và hủy diệt. Kết quả dành cho những người luôn ôm giữ sân hận là thù ghét là gì? Hạnh phúc của họ biến mất. Họ thường trong trạng thái đau khổ, bồn chồn, lo lắng và mất ngủ. Trong một câu chuyện về những kiếp trước đây của Đức Phật có nói rằng hận thù ngay lập tức khiến khuôn mặt của chúng ta trở nên xấu xí, ngay cả hả? Chưa thấy hả? Xin lỗi chị em trong gâm đợi như xíu nè. Tùy ta. Nó báo đã phát lên rồi. À, phát lên rồi đó anh ơi. Lên rồi mà. Như đọc tiếp nha. Hận thù ngay lập tức khiến khuôn mặt chúng ta trở nên xấu xí. Ngay cả khi chúng ta ngập trong những đồ trang sức đẹp nhất thì cũng không có gì đẹp đẽ. Ngay cả khi nằm trên chiếc giường thoải mái nhất thì chúng ta cũng không thể nào ngủ được mà trăng qua trở lại như đang nằm trên gai nhọn. Những người sân hận thường gặp các vấn đề về sức khỏe như cao huyết áp, bệnh tim, đau bụng, mất ngủ và hoang tưởng. Bất kể họ giàu có đến mức nào, địa vị của họ cao đến đâu hay họ tặng cho người khác bao nhiêu quà cáp đi chăng nữa, nhưng nếu họ liên tục sân hận và làm tổn thương tình cảm của người khác thì mọi người xung quanh sẽ không cảm kích lòng tốt của họ mà chỉ oán ghét họ mà thôi. Trong lịch sử có rất nhiều câu chuyện về những người nắm quyền chỉ vì nóng giận mà đã khiến cấp dưới phản bội và phải chịu kết cục là chết. Bất kể bạn hào phóng thế nào, bạn cũng không giành được lòng tin của người khác hoặc hoàn thành mục tiêu của mình nếu bạn không giải phóng tâm mình khỏi sân hận và thù ghét. Điều đó nói lên rằng một khi sân hận sinh khởi, bạn không nên đè nén nó. Thay vào đó, hãy dùng nhiều phương pháp khác nhau để chế ngự nó. Nếu cơn giận bị đè nén thì nó sẽ tích tụ năng lượng giống như núi lửa và đến một ngày sẽ bùng phát. Làm thế nào ta chế ngự được sân hận? Câu trả lời là trí tuệ. Quách Tử Nghi là một trong những viên tướng giàu nhất thời nhà Đường. Ông liên tục giữ được vị trí của mình qua bốn đời hoàng đế khác nhau. Trong suốt thời kỳ này, chiến tranh diễn ra liên miên và kẻ thù của Quách Tử Nghi đã đào mồ mả tổ tiên của ông. Khi nghe thấy tin này, Quách Tử Nghi đã kêu gào đau đớn, nhưng ông không hề trả thù hay ôm lòng oán hận. Ông nói rằng rất nhiều người đã tử mạng trong những trận chiến bất tận này và vô số mồ mả tổ tiên đã bị đào quật do hận thù. Suy cho cùng, ta là tướng lĩnh cầm quân trong chiến trận. Nhiều binh lính của ta cũng đã phá hoại mồ mả tổ tiên của người khác. Đến lượt ta phải chịu đau khổ. Ta cũng là một kẻ hậu duệ không xứng đáng. Phản ứng đầu tiên của Quách Tử Nghi là khái quát về hành động sai trái của kẻ thù. Hủy hoại mồ mả tổ tiên là hậu quả tiêu biểu của chiến tranh. Phản ứng thứ hai của ông là chất vấn hành vi của chính mình. Không phải chính quân đội của ta cũng đào mồ mả của người khác sao? Phản ứng thứ ba của ông là đó là lỗi của chính ta, không nên đổ lỗi cho người khác. Khi đối mặt với việc mồ mả tổ tiên của mình bị phá hủy,
Ông đã kiềm ngự chế ngự được lòng hận thù, điều này cho thấy sự nhẫn nhục tuyệt vời của ông. Phúc báo của Quách Tử Nghi không phải là không có nguyên nhân, đây là cách ông đã đạt được thành công. Khi có vấn đề xảy ra trong cuộc sống khiến bản thân sân hận, chúng ta có thể theo bốn cách nghĩ sau đây. Đầu tiên, trên thế gian này không có người hoàn toàn xấu. Lý do họ có vẻ xấu là vì họ bị kiểm soát bởi những cơn gió nghiệp và cảm xúc phiền não. Vì thế, họ nên được tha thứ. Thứ hai, cuộc đời giống như một giấc mộng. Tốt nhất đừng bám chấp vào nó quá nhiều, vì nếu không thì đau khổ bất tận sẽ sinh ra. Thứ ba, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Sân hận của tôi không phải do người đó kích động mà do những cảm xúc phiền não của bản thân. Nếu tôi sân hận thì đó là sân hận với chính những cảm xúc phiền não của mình. Điều đó thật ngu xuẩn. Thứ tư, nếu vấn đề đó có thể giải quyết thì cần gì phải sân hận? Và nếu không thể thì sân hận có ích lợi gì? Khi sân hận sinh khởi, hãy học cách quan sát tâm bạn. Thường thì chúng ta không sân hận khi sự việc xảy ra, mà chỉ sau này sân hận mới xuất hiện và tiếp tục sinh khởi nếu chúng ta không kịp chế ngự nó. Đôi khi chúng ta tự đổ thêm dầu vào cơn sân hận của mình. Phương pháp tốt nhất khi đối mặt với tác hại hoặc nghịch cảnh là sử dụng trí tuệ để điều phục tâm bạn. Đừng đầu hàng sân hận và để nó phát tác dữ dội. Nếu không, ban đầu nó chỉ như một tia nhỏ, tia lửa nhỏ, nhưng cuối cùng sẽ thiêu hủy toàn bộ rừng công đức. Như đọc phần tiếp theo, để tiêu trừ đau khổ, hãy trì tụng thần chú Quán Thế Âm. Khi còn nhỏ, tôi đã phát triển một niềm tin mãnh liệt với Đức Quán Thế Âm, vị Bồ Tát của lòng minh bi mẫn. Vì nhiều lý do khác nhau, tôi sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống Phật Pháp. Từ thuở thiếu thời, tôi đã mang trong mình niềm tin không gì lay chuyển với Đức Phật Pháp và được đắm mình trong thần chú này vì hầu hết người Tây Tạng đều trì tụng nó. Khi tôi còn nhỏ, mức cầu của chúng tôi thấp hơn giờ rất nhiều so với ngày nay và căn nhà của chúng tôi khá khiêm tốn, khác xa với những tòa nhà cao tầng hiện nay. Nhưng mọi người đều có trái tim thuần thiện. Lớn lên trong bầu không khí đó, tôi đã trì tụng thần chú Quán Thế Âm hàng ngày mỗi khi chăn trâu. Tôi không thể nhớ chính xác bao nhiêu lần tôi đã trì tụng thần chú này, nhưng dễ phải đến vài triệu lần. Ở quê hương tôi, mọi người đều trì tụng thần chú Quán Thế Âm. Mỗi gia đình đều quen thuộc và hiểu được giá trị của thần chú này. Ngay cả khi một số người không hiểu ý nghĩa, họ vẫn trì tụng mỗi thần chú mỗi ngày. Số tích lũy được thì không phải nghĩ bàn. Những người thuộc thế hệ cha mẹ tôi đạt tới túc số 1 triệu, 100 triệu biến hoặc nhiều hơn thế. Điều này rất phổ biến ở Tây Tạng. Vì sao thần chú Quán Thế Âm lại được quan trọng đến như vậy? Ở chương nói về việc nghe Pháp trong cuốn Kho tàng ban tặng ước nguyện, Bậc Thầy Tây Tạng Longchenpa đã đề cập đến một bản văn mang tên Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương Kinh, giảng giải về công đức của thần chú và hồng danh của Đức Quán Thế Âm. Ngài Longchenpa viết: công đức của kinh này là vô lượng vô biên, nó giống như ngọn lửa cháy rực có thể thiêu rụi những ác nghiệp mà chúng ta đã tích lũy từ vô thủy vô chung. Nó giống như nước sạch có thể thanh lọc những nghiệp chướng và mê lầm của chúng ta. Nó giống như một cơn gió mạnh có thể thổi bay tất cả những chướng ngại ngại của thân khẩu ý. Thần chú của Quán Thế Âm Bồ Tát là Om Mani Padme Hum. Phiên bản khác thêm âm hinh vào cuối, chủng tự gốc của Đức Quán Thế Âm. Vì vậy, nó có thể đọc thành Om Mani Padme Hum Rin. Miễn là bạn có tâm chí thành
chí tín với Đức Quán Thế Âm thì bạn không cần phải lo lắng hay chuẩn hóa cách phát âm. Người Trung Quốc chắc chắn sẽ phát âm thần chú rất khác với người Mỹ. Ngay cả cách phát âm ở Tây Tạng cũng rất khác nhiều so với giữa Lhasa và miền đông Tây Tạng, nơi tôi sinh sống. Miễn là bạn có tín tâm thì công đức không hề khác biệt. Ngay cả khi cách phát âm không chính xác, công đức ấy vẫn được tích lũy. Một lần nọ, có một vị sư già đang ngao du thì bất chợt nhìn thấy ánh hào quang màu đỏ phát ra từ một ngọn núi. Ông nghĩ rằng hào quang đó chắc hẳn phải đến từ một bậc thành tựu giả đại vĩ đại nào đó. Ông bèn quyết định leo lên núi thì bắt gặp một bà lão. Bà lão nói với ông rằng bà trì tụng Om Mani Padme Niu mỗi ngày đã nhiều thập kỷ nay. Vị sư già tự từ ái nói: "À, phát âm của bà không chính xác. Cách trì tụng đúng đắn phải là Om Mani Padme Hum." Khi nghe thấy vậy, bà lão rất đau khổ vì cho rằng thực hành của bà trong vài thập kỷ qua thật vô ích. Bà lão sửa lại cách phát âm của mình dù trong lòng thấy chán nản. Vị sư già liền rời khỏi chân núi. Khi ông ngoái đầu nhìn lại thì hào quang đã biến mất. Hiểu chuyện gì đã xảy ra, ông lập tức quay trở lại nói với bà lão: "Tôi chỉ nói vui với bà thôi. Cách phát âm của bà Om Mani Padme Niu là đã được rồi." Bà lão lại rạng rỡ tiếp tục trì tụng thì ánh hào quang liền xuất hiện trở lại trên núi. Vì vậy, thần chú có tác dụng nếu nó được trì tụng với tâm chí thành. Ngay cả khi bạn không phát âm đúng, bạn vẫn sẽ kinh nghiệm sự gia trì của thần chú. Tuy nhiên, nếu bạn trì tụng thần chú không chí thành hoặc bị phân tâm bởi những tư tưởng quan niệm như hối tiếc hay nghi ngờ, thì cho dù bạn phát âm chính xác và lưu loát thì bạn cũng không có kinh nghiệm chân thực về sự gia trì của nó. Mình đọc phần tiếp theo mang tên 5 cách xua tan khổ đau. Học giả Ấn Độ vĩ đại Thánh Thiên chia sự đau khổ của con người thành hai loại: tinh thần và thể xác. Ngài viết: "Người giàu sang đau khổ trong nội tâm, còn người nghèo khó đau đớn về thể xác." Vì hai loại đau khổ này, người trên thế gian thấy khốn khổ mỗi ngày. Nói cách khác, những người trong hoàn cảnh giàu sang có thể được giải phóng khỏi nhiều khổ sở về thể xác, nhưng họ vẫn phải trải qua đau khổ về tinh thần, chẳng hạn như căng thẳng trong công việc, lo lắng về sự cạnh tranh hoặc nỗi cô đơn khi ở đỉnh cao. Mặt khác, những người trong hoàn cảnh nghèo khó phải chịu thiếu thốn ẩm thực phẩm và quần áo, hoặc phải làm lụng vất vả. Mọi chúng sinh đều đang phải chịu sự hành hạ của một hay hai loại đau khổ này. Cuộc sống đầy rẫy khổ đau, nhưng nhiều người không nhận thấy điều này. Vì vậy, chỉ một chút thất vọng là họ liền đổ lỗi cho người khác và nguyền rủa số phận của bản thân. Ông trời thật không công bằng, tại sao tôi không may mắn như vậy? Tại sao tôi không bao giờ được nghỉ ngơi? Họ không hiểu rằng đây thực sự là bản chất của vòng sinh tử. Vậy chúng ta có thể làm gì khi đối mặt với đau khổ? Phật giáo có nhiều câu trả lời, bao gồm các phương pháp sau đây. Ngay cả khi một số tập khí mọc rễ sâu đến mức không thể cắt đứt ngay lập tức và hoàn toàn, nhưng nếu chúng ta kiên trì, đau khổ của chúng ta sớm muộn cũng sẽ tiêu trừ. Số 1, hãy giúp đỡ chúng sinh, không phải chỉ riêng bản thân bạn. Khi bạn cảm thấy khổ sở, điều đầu tiên cần phải làm là nhận ra nguồn gốc của đau khổ là sự bám chấp vào bản thân, hay nói cách khác là sự ích kỷ. Để tiêu trừ đau khổ, chúng ta phải nhổ tận gốc nguyên nhân của nó. Một phương pháp là nghiên cứu kinh điển và các luận giải Phật pháp để chúng ta có thể chuyển hóa sự ích kỷ thông qua tinh thần lợi lợi tha của Đại Thừa.
Có những người từng trải qua nhiều xúc tình phiền não, nhưng sau khi nghiên cứu giáo lý Đại Thừa và hiến mình giúp đỡ chúng sinh qua các hoạt động như từ thiện và tình nguyện, thì sự đau khổ của họ biến mất. Phương pháp tiêu trừ đau khổ bằng cách giúp đỡ người khác là hiệu quả nhất nếu bạn đã vun bồi lòng từ bi và bồ đề tâm. Hay tâm nguyện vị tha giải thoát tất cả chúng sinh khỏi đau khổ bằng cách trở thành một vị Phật. Nhưng ngay cả khi bạn chưa nuôi dưỡng được những tâm này thì ít nhất có thể tưởng trưởng dưỡng thiện chí và đạo đức truyền thống. Cách số 2 là biến hạnh phúc và đau khổ thành con đường. Có một phương pháp khác theo đó bạn có thể chuyển hóa đau khổ thành con đường. Mặc dù trải nghiệm có thể đau đớn, nhưng nếu bạn thay đổi cách nghĩ, bạn có thể xem kinh nghiệm đó không phải là đau khổ mà là một công cụ. Phương pháp này được giảng giải rất chi tiết trong bài ca hạnh phúc của Thomas Sankoh. Chẳng hạn, bài văn này chỉ cho chúng ta thấy khi tôi bệnh tật, tôi hạnh phúc vì chướng nghiệp sẽ tiêu trừ nhờ bệnh tật. Khi tôi khỏe mạnh, tôi vẫn hạnh phúc vì một cơ thể khỏe mạnh có thể làm việc thiện. Khi tôi giàu có, tôi hạnh phúc vì tôi có thể cúng dường bậc ứng cúng và bố thí người nghèo. Khi tôi nghèo khó, tôi vẫn hạnh phúc vì nó giúp tôi loại bỏ bám chấp vào tiền tài, vật chất. Để thành công trong cuộc sống, bạn phải trải nghiệm khổ đau. Những người trí tuệ thực sự không bao giờ sợ hãi đau khổ mà thay vào đó biến mọi khổ nạn thành bệ phóng để giải thoát. Một lần nọ, con lừa của một người nông dân bị rơi xuống cái giếng cạn. Dù rất lo lắng, nhưng người nông dân không thể nghĩ ra cách để cứu con lừa. Cuối cùng, ông ta đành nghĩ, con lừa này đã già rồi và cũng đến lúc phải lắp cái giếng. Thật hao công tổn sức khi cứu con lừa ra, ông bèn nhờ hàng xóm lấy đất lắp cái giếng. Con lừa nhanh chóng hiểu chuyện và rên rỉ trong hoảng sợ, nhưng một lúc sau nó trấn tĩnh lại. Người nông dân nhìn xuống giếng và không khỏi ngạc nhiên trước những gì mình nhìn thấy. Con lừa hất tất cả các xẻng đất đổ xuống và dẫm chắc chân lên. Chẳng bao lâu, con lừa lên tới miệng giếng, rồi nó nhảy vọt ra và chạy mất. Cuộc sống của chúng ta cũng tương tự như vậy. Nỗi đau khổ cứ triền miên rơi xuống đập chúng ta, nhưng cho dù có bao nhiêu đau khổ tấn công, chỉ cần rủ sạch như bụi đất, dẫm chắc chân lên và đừng bao giờ để nó chôn vùi bạn. Như thế, bạn cũng có thể thoát khỏi đau khổ của đại dương, sinh tử luân hồi, giống như con lừa đã thoát khỏi cái giếng kia. Cách số 3, thực hành hoán đổi bản thân và người khác, cho và nhận. Một phương pháp hữu ích khác để tiêu trừ đau khổ là hoán đổi bản thân với người khác. Ví dụ, nếu bạn nằm ốm đẹp giường, thanh danh của bạn bị lu mờ hoặc bạn rơi vào tình cảnh không một xu dính túi, bạn có thể lập tức ước nguyện này. Có quá nhiều người trên thế gian này khổ sở như tôi, nguyện đau khổ của họ chín mùi trên tôi và để tôi gánh chịu nó thay cho họ, cầu cho họ có thể thoát khỏi đau khổ và có được hạnh phúc. Sau đó, với mỗi lần thở ra, hãy hình dung tất cả an bình và hạnh phúc của bạn biến thành khói trắng và đi vào tất cả chúng sinh. Với mỗi lần hít vào, quán tưởng tất cả đau khổ của họ thành khói đen và xâm nhập vào bạn. Đây là cách tốt nhất để xua tan đau khổ. Nếu chúng ta có thể thực hành điều này mỗi khi chúng ta gặp đau khổ, thì đau khổ chúng ta nếm trải sẽ trở nên đáng giá. Qua thời gian và thực hành, sự tự cho mình, việc tự cho mình là trung tâm của chúng ta sẽ giảm dần. Cách số 4, vun bồi sức mạnh tinh thần.
Có sức mạnh tinh thần nghĩa là có thể chịu đựng được nghịch cảnh. Với phẩm tính này, bạn sẽ không dễ đầu hàng khi đối mặt với đau khổ. Tôi đã đọc một số tiểu sử của những người có tầm ảnh hưởng và thấy rằng lý do họ thành công là vì họ rất mạnh mẽ. Ngay cả khi đối mặt với nghịch cảnh không thể chịu đựng được, họ vẫn dũng cảm giải quyết và không bao giờ bỏ cuộc. Ngược lại, một số người thất bại vì tâm họ quá mong manh. Họ không thể chịu được ngay cả những cú đánh nhẹ. Một sự thất vọng nhỏ nhoi cũng khiến họ chìm vào tuyệt vọng. Vậy, chìa khóa của thành công hay thất bại là gì? Tô Đông Pha, một chính khách kiêm nhà văn thời nhà Tống đã nói, những vĩ nhân trong lịch sử không chỉ có tài năng vượt xa những người bình thường mà họ còn sở hữu một ý chí mạnh mẽ và kiên cường. Cách số 5, phương pháp cải thiện tâm trạng của Mi Fam Robotie. Có một phương pháp thực hành rất đơn giản trong Phật giáo Tây Tạng để xua tan đau khổ và nâng cao tinh thần của chúng ta. Đầu tiên, nhìn thẳng vào không gian trước mặt bạn. Thư giãn tự nhiên mà không có bất kỳ chấp bám chấp nào, để tâm bạn rộng mở khoáng đạt nhất có thể và sau đó hãy an trụ trong trạng thái này. Tiếp theo, hãy trì tụng Tathagata Om Somo Milena Keka Deka Tamo Sava 7 hoặc 108 lần. Thực hành này có thể cải thiện tâm trạng cùng mối quan hệ của bạn và làm dịu các phiền não. Bạn không phải sử dụng tất cả các phương pháp được mô tả ở trên, vì mỗi người đều có sở thích khác nhau, nên hãy chọn một phương pháp phù hợp nhất với bạn. Giống như với một số căn bệnh, một số người hợp với thảo dược hoặc châm cứu, một số lại hợp với massage, một số lại phải tiêm thuốc. Dù bạn sử dụng phương pháp nào thì mục đích đều giống nhau, giảm bớt đau khổ. Phần tiếp theo mang tên tìm thấy hạnh phúc nhờ trì tụng thần chú. Bất cứ ai từng đến thăm Tây Tạng đều thấy một sợi dây gắn kết mọi người lại với nhau. Dù người trẻ hay người già, nam giới hay nữ giới, tăng ni hay cư sĩ tại gia, trong tay ai cũng đều có mala, một chuỗi tràng hạt Tây Tạng và lần từ hạt này đến hạt khác. Mala không phải là đồ trang sức, cũng không phải bùa hộ mệnh để đẩy lùi thảm họa hay ma quỷ. Nó là một công cụ cần thiết để trì tụng thần chú. Nhiều người Tây Tạng tinh tấn trì tụng nhập tâm thần chú này suốt cuộc đời và tích lũy được hàng trăm triệu biến. Về mặt tuyệt đối, thần chú của chư Phật và Bồ Tát hợp nhất bất khả phân với chính các ngài. Thần chú Quán Thế Âm là Bồ Tát Quán Thế Âm và thần chú Văn Thù là Bồ Tát Trí Tuệ Văn Thù Sư Lợi. Khi chúng ta trì tụng những thần chú này, chúng ta có thể hoàn toàn hòa tâm vào các vị Phật và Bồ Tát. Đạo sư Mi Pham Rinpoche lừng danh có nói trong một cuốn Tính Sáng của ngài: ở cấp độ tuyệt đối, tất cả các hiện tượng là bất khả phân trong chân như của thanh tịnh và bình đẳng, thân vĩ đại của chân lý. Ở cấp độ tương đối, không có một sự khác biệt giữa sắc tướng của vị bổn tôn và thần chú của ngài. Tới chừng mực cả hai chỉ đơn thuần là thị hiện của trí tuệ phát sinh vì lợi ích của những người đang cần chỉ dẫn. Tâm bạn hòa với chư Phật và Bồ Tát khơi dậy những khía cạnh khác nhau của tiềm năng trong bạn. Trong quá khứ, mỗi vị Phật và Bồ Tát đều khao khát làm lợi lạc cho chúng sinh nhờ phẩm tính đặc biệt hay đức hạnh. Khi chúng ta trì tụng thần chú, chúng ta vun bồi phẩm tính đặc biệt hoặc sự gia trì liên quan đến vị Phật hay Bồ Tát đó. Chẳng hạn như Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là vị bổn tôn liên quan đến khía cạnh trí tuệ của chư Phật ba thời. Nhờ trí tuệ thần chú của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, chúng ta kích hoạt trí tuệ của mình.
Quán Thế Âm Bồ Tát là vị bổn tôn gắn liền với khía cạnh từ bi của chư Phật ba thời. Vì vậy, nhờ trì tụng thần chú Quán Thế Âm, chúng ta tự trưởng dưỡng lòng bi mẫn. Nhờ trì tụng thần chú, không chỉ công đức siêu việt của giải thoát được viên thành, mà lợi lạc thế gian cũng hòa mãn, như là một đời sống trường thọ và một sức khỏe tốt. Một số người sẽ không chấp nhận điều này và nói: thật vô lý, làm sao có thể như vậy được? Thực tế thì khả năng tồn tại và oai lực của các thần chú có thể được thiết lập theo nhiều cách khác nhau, thông qua kinh nghiệm cá nhân, kinh điển và lý luận logic. Thật không may, ngày nay rất nhiều người tin bất cứ điều gì khoa học không thể chứng minh, chẳng hạn như sự gia trì của thần chú, sự tồn tại của kiếp trước và kiếp sau, nghiệp chướng cùng những điều khác thì nó không đúng sự thật. Mặc dù vậy, về mặt kỹ thuật, chỉ vì khoa học không thể chứng minh điều đó, điều gì đó thì không có nghĩa là nó bị bác bỏ. Chúng ta cần có một thái độ hợp lý đối với những điều chúng ta không biết. Đừng quá dễ dàng chấp nhận, cũng đừng quá vội vàng bác bỏ. Một nhà khoa học thực sự sẽ cởi mở và nhận ra rằng có nhiều điều không thể minh chứng hay không thể bác bỏ vào lúc này. Khoa học vẫn còn nhiều điều cần nghiên cứu, đặc biệt là về tâm. Có những người quen thuộc với Phật giáo nói rằng tốt hơn là nên tránh các thực hành mật thừa vì có quá nhiều thần chú. Họ nghĩ rằng nó không phải là phần chân chính của Phật giáo. Quan điểm này cũng có phần hạn hẹp. Ngay cả kinh điển cũng chứa đựng rất nhiều thần chú, như các thần chú trong kinh Lăng Nghiêm: Đà Ra Ni cầu nguyện tái sinh trong cõi tịnh độ cực lạc, chú Đại Bi, 10 câu chú ngắn là một phần của thời khóa sáng tối trì tụng hàng ngày, vân vân. Kinh Án Sáng Vàng, kinh Ánh Sáng Vàng nói rằng ngay cả Bồ Tát ở địa cao nhất cũng cần sự bảo hộ của thần chú, nói gì đến người bình thường. Ngay cả phần kết của bài Tâm Kinh được đọc rộng rãi cũng có một câu thần chú nói rằng: chú siêu việt, chú vô thượng. Nếu một số người tin rằng thần chú giống như thảm họa hay ma quỷ, thì chúng ta sẽ giải thích những ví dụ này như thế nào? Điều đó nói lên rằng, như tôi đã đề cập trước đây, chúng ta không nên chấp nhận hoặc bác bỏ một cách mù quáng bất cứ điều gì, ngay cả khi nó được cho là từ Đức Phật. Quan trọng là cần kiểm chứng xem điều đó có đúng hay không. Ngay cả Đức Phật và các bậc thầy Phật giáo cũng khuyến khích điều này, từ đó cung cấp cho chúng ta các công cụ phân tích giáo lý, trung đạo và nhận thức luận. Tôi không có nghi ngờ nào về Đức Phật muốn chúng ta tự mình lấy bạn thấy bản chất thật sự của tất cả hiện tượng hơn là dựa vào niềm tin mù quáng. Phần tiếp theo á thì Như xin phép bỏ qua, tại vì nó sẽ nói về những cái chú ví dụ như chú của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chú của Đức Phật Vô Lượng Thọ, rồi Đức Kim Cương Tát Đoả, Đức Phật Dược Sư, Đức Phật A Di Đà, Đức Liên Hoa Sinh, những cái thần chú ngắn ngắn nhỏ 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 của từng từng vị ha. Thành ra là đọc cái phần này thì các anh chị nào cần á, thì có thể nhắn tin cho Như, Như sẽ chụp qua cho các anh chị mình tự trì tụng ở nhà. Rồi, Như sẽ đọc phần tiếp theo, đó là chương 2, giống như Đức Phật. Nếu bạn thường xuyên tìm kiếm khuyết điểm của người khác thì bạn sẽ thấy ở họ không có ưu điểm nào, ngay cả khi họ là Bồ Tát, bậc trí có tri kiến thanh tịnh về tất cả mọi người. Phần tên là giữ bí mật. Đừng chỉ giữ bí mật của riêng bạn mà hãy giữ bí mật của cả người khác. Một số người bộc lộ hết tâm tư, nhất là khi say. Có người nói, khi một bí mật được tiết lộ, nó sẽ lan khắp thế giới. Không giữ được bí mật chỉ làm cho những người đặt niềm tin nơi bạn thất vọng. Lần nọ, có một người phụ nữ ứng tuyển vào một vị trí tại một công ty đa quốc gia.
Sau các vòng sơ tuyển ban đầu, một số ứng viên được yêu cầu làm bài thi viết. Người phụ nữ trả lời các câu hỏi rất nhanh và không gặp khó khăn gì cho đến khi gặp câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi đó là: xin vui lòng viết ra bất kỳ bí mật nào bạn biết được từ công ty trước của bạn. Cô nhìn xung quanh, thấy một số người đang hí hoáy viết câu trả lời. Suy nghĩ một lát, cô bèn cầm tờ giấy thi tiến đến chỗ giám thị và nói: tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ rằng mình không thể trả lời câu hỏi này. Tôi có bổn phận giữ bí mật với công ty cũ của mình. Cô đưa cho giám thị những gì cô đã viết từ nãy đến giờ và rời đi. Ngày hôm sau, cô liền nhận được thư mời làm việc. Cuối bức thư, sếp mới của cô nói: những người có đạo đức nghề nghiệp tốt là điều mà chúng tôi đang tìm kiếm. Người tôn trọng người khác cuối cùng sẽ nhận được sự tôn trọng, và người giữ bí mật cho người khác sẽ giành được sự tin tưởng của họ. Hơn nữa, một số chuyện không thật sự là bí mật, nhưng vì lợi ích bản thân và người khác, nó không nói ra vẫn tốt hơn. Đầu tiên, chúng ta nên giữ im lặng về những phẩm tính tốt đẹp của bản thân. Ngay cả khi có nhiều phẩm tính tốt đẹp, chúng ta cũng không nên khoe khoang về chúng. Hầu như trong mọi trường hợp, nói về công đức của bản thân bị coi là kiêu mạn và khiến người khác nghĩ không tốt về chúng ta. Thứ hai, chúng ta nên giữ kín lỗi lầm của người khác. Đôi khi chúng ta cảm thấy bực mình vì hành xử của người khác. Sự bực mình này là một dấu hiệu cho thấy việc thực hành Phật pháp của chúng ta không đúng đắn. Khi người khác nói về lỗi của chúng ta, dù trước mặt hay sau lưng, chúng ta thường cảm thấy khó chịu. Nếu chúng ta đặt mình vào trường hợp của người khác, chúng ta sẽ nhanh chóng mất đi hứng thú với việc nói ra lỗi lầm của họ. Thứ ba, chúng ta nên giữ bí mật các kế hoạch của bản thân. Nếu chúng ta công khai quảng bá các kế hoạch tương lai thì sẽ dễ gây ra kết quả xấu. Mọi việc có thể thay đổi, vì vậy tốt hơn là đừng công khai một kế hoạch trước khi thành công được đảm bảo. Những giáo lý này phản ánh lời khai thị của các đạo sư cao cấp, ngôn từ rất giản dị nhưng ý nghĩa lại thâm sâu. Tôi hy vọng các bạn sẽ lưu giữ những lời này trong tâm. Đọc phần cuối cùng ha. Hình dung cảm nhận của người khác. Nếu bạn lo lắng những hành xử của mình sẽ gây ảnh hưởng cho người nào đó, thì hãy đặt mình vào vị trí của họ và tự hỏi: liệu tôi có thích điều này hay không? Tôi có thích điều này nếu ai đó làm như vậy với tôi hay không? Tử Cống từng hỏi Khổng Tử rằng: dạ thưa, có nguyên tắc nào con có thể làm theo trong mọi lúc không? Khổng Tử đáp lại một từ duy nhất: tha thứ. Và nói tiếp: đừng bao giờ bắt người khác phải chịu điều mình không thích. Đây cũng là quy tắc vàng mà Chúa Giêsu đã dạy. Trong mọi sự, hãy đối với người khác như bạn muốn họ đối xử với bạn. Đặt mình vào vị trí của người khác cũng được nhấn mạnh trong Phật giáo. Ví dụ, cuốn Bồ Tát Hạnh dạy rằng: khác biệt chi giữa ta và người nếu cả hai đều khổ? Sao người ta chỉ biết bảo vệ bản thân mình? Vì vậy, nếu bạn không muốn nhận đau khổ thì đừng bao giờ áp đặt nó lên người khác, vì người khác cũng đâu muốn nhận. Ngoài ra, có một câu chuyện Phật giáo nổi tiếng về Hariti, nữ quỷ có 1.000 đứa con trai. Con trai út là đứa con mụ yêu quý nhất. Mụ rất thích ăn thịt trẻ con và liên tục bắt về ăn thịt. Để chấm dứt việc này, mọi người đã cầu thỉnh Đức Phật giúp đỡ. Đức Phật liền dùng thần thông bắt con trai út của mụ giấu vào bát khất thực. Khi Hariti về đến nhà, thấy con trai út đã biến mất, mụ đau lòng đến mức không ăn không ngủ được. Suốt 7 ngày liền, mụ mải miết
tìm kiếm đứa trẻ. Cuối cùng, khi nghe thấy Đức Phật là bậc toàn tri, mụ đã tới thỉnh cầu Ngài giúp đỡ. Đức Phật nói, ngươi có 1.000 đứa con trai, và giờ đây ngươi thấy đau khổ khi mới chỉ mất đi một. Những người khác chỉ có một, hai đứa con, thế mà ngươi lại ăn thịt chúng. Ngươi nghĩ họ đau khổ ít hơn ngươi sao? Không phải họ còn đau khổ hơn thế nhiều sao? Khi hiểu ra, Hariti đã cảm thấy choáng váng, bèn ân hận thưa. Nếu con trai út của con trở về, con sẽ không bao giờ ăn thịt trẻ con nữa. Đức Phật thả đứa con út của mụ khỏi bát khất thực và trả lại cho mụ. Nói tóm lại, mỗi chúng sinh đều mong muốn hạnh phúc và không muốn khổ đau. Khi tương tác với người khác, hãy thử đặt mình vào vị trí của họ, đặc biệt là khi bạn bất đồng với họ. Hay quá. Còn cái phần báo ơn nữa cả nhà ơi. Hay mình đọc hết cái phần báo ơn này luôn đi hãy. Ok. Còn cái phần báo ơn này cũng hay nè. Báo ơn. Để biết một người có phải là bạn tốt hay không thì không hề khó. Nếu họ cảm kích lòng tốt của người khác và báo đáp lại lòng tốt đó thì họ là một người bạn tốt. Người có trí tuệ luôn nhớ đến lòng tốt của người khác và thấy thất vọng nếu không có cơ hội được báo đáp lòng tốt ấy. Tuy nhiên, người khó tính hiếm khi công nhận những gì người khác đã làm cho mình. Họ không bao giờ trả ơn. Họ nghĩ rằng bản thân đương nhiên được hưởng sự đối xử này và có thể lấy oán báo ơn. Điều đó cho thấy tâm họ đã bị nhiễm ô. Ngày xưa, có một người cha khôn ngoan và nhiệt thành nghiên cứu giáo lý Đức Phật. Trước khi qua đời, ông đã để lại lời khuyên cuối cùng cho con trai thế này. Hãy phụng sự minh quân, đừng phụng sự hôn quân. Hãy kết hôn với người vợ hiểu biết, đừng lấy kẻ ích kỷ. Hãy kết giao với những người có đạo đức và tránh xa kẻ vô đạo đức. Cậu con trai còn non trẻ nên sốt sắng muốn kiểm nghiệm điều cha mình đã khuyên. Cậu quyết định phụng sự hôn quân và kết hôn với một người vợ ích kỷ nhưng lại làm bạn với một người có đạo đức. Một hôm, cậu cùng nhà vua du hành vào một du hành vào trong núi. Họ cắm trại qua đêm trong một hang động. Đến nửa đêm, một con hổ dữ đột nhiên xông vào hang và định ăn thịt nhà vua. Vào giây phút chót, cậu con trai đã lẻn vào lều dùng gươm chém chết con hổ và cứu mạng nhà vua. Sau đó, cậu thưa với nhà vua rằng: "Hôm nay thần đã cứu mạng bệ hạ, một ngày nào đó xin người báo ơn thần." Thoát khỏi móng vuốt tử thần, nhà vua quá đỗi vui mừng và ưng thuận ngay. Thời gian trôi qua, nhà vua đã quên đi lời hứa và không còn biểu hiện nào cho thấy ông sẽ trả ơn người hầu cận quả cảm. Cậu con trai hết sức giận dữ, bèn đánh cắp con công yêu quý nhất của nhà vua và cùng người vợ giết thịt nó. Về sau, cậu thú nhận mọi chuyện với người bạn đức hạnh của mình. Trong nỗi đau mất mát, nhà vua đã ban bố rằng nếu ai tìm được con công thì phần thưởng sẽ là nửa vương quốc. Bạn của cậu con trai vốn là người cao quý và tử tế nên không vạch tội cậu. Tuy nhiên, vợ cậu đã tâu trình với nhà vua toàn bộ sự việc. Khi sắp bị xử tử, cậu con trai bèn tâu với nhà vua: "Thật sự là thần đã giết con công của người, nhưng thần đã cứu mạng người một lần, xin người tha cho thần." Nhà vua nhếch mép cười: "Ta có rất nhiều hầu cận, làm sao ta có thể đáp trả hết lòng tốt của những người của từng người đây? Nhà ngươi đã giết con công của ta thì phải đền mạng." May mắn thay, người bạn tốt đã đi vào núi và bắt được con công giống hệt con công của nhà vua. Bèn trở về kịp, anh liền dâng nó lên nhà vua và tâu rằng: "Thưa bệ hạ, xin người bớt nóng giận, đây là con công của người." Sau khi nhận lại con công của mình, nhà vua quên hết việc hành hình cậu con trai. Sau sự việc này,
Cậu con trai quyết định kiểm nghiệm lời khuyên của cha theo cách ngược lại. Cậu phụng sự một minh quân và kết hôn với một người vợ hiểu biết, nhưng lại làm bạn với một kẻ vô đạo đức. Một hôm, khi cậu cùng nhà vua cưỡi ngựa ở chốn đồng quê, thì bỗng nhiên con ngựa của nhà vua giật mình và chạy loanh quanh lòng vòng cho đến khi hoàn toàn lạc đường. Sau nhiều giờ đồng hồ, cả hai đều thấy đói khát đến mức không thể nào chịu đựng được nữa. Cậu con trai chỉ vẻn vẹn có hai trái mận gai để ăn, nhưng đã dâng cho nhà vua một trái. Với lòng cảm kích, nhà vua liền hứa rằng ta sẽ báo đáp lòng tốt của nhà ngươi. Một lát sau, họ tìm được đường ra và trở về cung điện. Để thử nhà vua, cậu con trai bèn bắt cóc con trai yêu quý của ông. Cậu lấy quần áo của hoàng tử đưa cho người bạn xấu và nói: tôi đã giết chết hoàng tử. Sau đó, cậu trao hoàng tử cho vợ mình chăm sóc. Đau đớn vì mất đi đứa con trai yêu quý nhất, nhà vua đã cáo triệu khắp vương quốc sẽ có phần thưởng lớn nếu có bất cứ ai có tin tức nào về nơi ở của hoàng tử. Nghe đến phần thưởng, người bạn bèn lập tức phản bội cậu con trai. Nhà vua không bị thuyết phục bởi lời cáo trạng của người bạn kia nên đã cho gọi cậu con trai đến và xác minh thực hư câu chuyện. Cậu con trai liền thú nhận đã giết hoàng tử, nhưng sau đó cầu xin nhà vua tha mạng. Nhà vua than khóc: đứa con trai xấu số của ta thật đoản mệnh, nhưng dù ta có giết ngươi thì cũng chẳng được gì. Ta tha cho ngươi và qua đó trả ơn ngươi lần ngươi đã giúp ta. Bị thuyết phục rằng nhà vua là một minh quân biết tri ân và báo đáp lòng tốt của người khác, cậu con trai đã thuật lại cho nhà vua đầu đuôi câu chuyện và bảo vợ trả hoàng tử về nhà. Như bạn có thể hình dung, sau những trải nghiệm này, người con trai hoàn toàn bị thuyết phục bởi những gì cha mình đã khuyên dạy. Tất nhiên, chúng ta không thể cố chấp rằng người khác phải cảm kích và đền đáp lòng tốt trong khi chính bản thân không hề làm điều đó. Bất kể ân huệ nhỏ bé thế nào, thì chúng ta cũng nên báo đáp càng sớm càng tốt và luôn nhớ đến những người đó đã làm cho mình. Ngay cả khi chúng ta không thể báo ơn ngay lập tức, thì chí ít hãy luôn cảm kích và nhớ đến lòng tốt của họ. Ok, hôm nay Như đã đọc xong cái phần sách này. Một cái câu chuyện mà rất là, theo Như thì rất là đáng để mình suy ngẫm các anh chị. Như cũng đã đọc rồi ha, và cứ mỗi phần như vậy thì giống như là một cái phần riêng biệt với nhau vậy đó. Và các chị em trong Zoom nè, các chị em mình đã nghe từ đầu rồi thì chắc chắn mỗi người sẽ nhớ và ấn tượng với một cái điều nào đó, một cái câu chuyện nào đó mình thích. Thì ngay bây giờ thì mình hãy bật mic lên, hãy thể hiện bản thân và hãy nói ra cái suy nghĩ của chính mình ha. Không ai có thể cấm mình nói ra cái suy nghĩ của chính mình, và như cảm thấy ở trong cái môi trường Oriflame này cũng là một cái môi trường rất là tốt, bởi vì mình có những người bảo trợ luôn muốn mình nói ra suy nghĩ của mình. Đó là một cái điều mà mình cảm thấy không phải môi trường nào cũng có thể có được, cho nên mình hãy tận dụng cái điều đó thật là nhiều ha. Ok, xin mời các chị em ạ. Hello chị em. Chào chị Hello Tâm. Như. Cảm ơn Như đọc sách cho chị em hôm nay nha. Cuốn sách này rất là sâu sắc và thâm thúy luôn ấy. Thật ra là khi mà chị thì chị ấn tượng với cái phần đầu của Như đọc á, thật đọc câu chuyện á thì chị không có ghi lại nên chị không có nhớ chính xác hết, nhưng mà chị cũng nắm được một ý của câu chuyện. Nhưng mà ấn tượng thì chị ấn tượng cái phần đầu lắm. Cái phần đầu mà nói về đau khổ á, đó là một trong những cái mà mình thấy nó rất là sâu sắc luôn. Bởi vì á, bản thân Tâm là người rất sợ đau khổ. Không biết chị em mình có sợ không? Tâm sợ. Ai cũng sợ Ngày xưa chị. ngày xưa chị sợ hơn bây giờ rất nhiều luôn. Ngày xưa là sợ, sợ tới nỗi mà mình chỉ muốn né nó thôi. Bây giờ thì khác.
bây giờ nhìn đau khổ với một con mắt khác. Còn ngày xưa là rất sợ đau khổ và không muốn cuộc đời mình sẽ bị đau khổ. Ví dụ mà tìm mọi cách để né đau khổ mọi người. Mặc dù là thật sự nãy như đọc về đạo Phật thì đạo Phật và thật ra về đạo nó vẫn có rất nhiều điểm chung. À, ví dụ như bên công giáo của Tâm á, thì nếu như ai mà có tìm hiểu về Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu là một người phải nói là rất hiếm luôn trên thế giới là có một người đau khổ như Chúa Giêsu. Và đó là một cái gương mà giống như bên đạo chị thì thường là sẽ lấy Chúa Giêsu làm gương. Nên là giống như là một người thầy của mình á, mà người thầy của mình á thì đã rất đau khổ. Đau khổ Chúa Giêsu là không phải vì về thể xác không, mà là cả về tinh thần khi mà Ngài chịu chết. Thì Chúa Giêsu nêu gương cái đó và Chúa Giêsu nói là các con hãy đi đường hẹp. Hãy đi đường hẹp, đừng có đi đường thênh thang. Đường hẹp sẽ dẫn đến ơn cứu độ. Còn đường thênh thang sẽ dẫn đến sự chết. Nhưng mà nói thì nói như vậy, nghe thì nghe như thế. Nhưng mỗi lần mà gặp đường hẹp mới là rất sợ, rất ngán. Thậm chí là cảm thấy ghét luôn. Cái đó là cái tâm trạng của mình đấy. Và có những lúc nha, mình cảm thấy lòng mình rất là yêu mến rồi. Thì mình sẽ thấy là ôi, con sẽ không sợ đau khổ đâu. Con sẽ vượt qua được. Nhưng mà đến lúc mà nó tới á, thì trách trách Chúa là sao mà lại cho con gặp những cái chuyện như vậy, con không muốn đâu. Sau mà một cái khoảng thời gian rất là dài á, mình bây giờ cũng đã là U40 rồi, thậm chí là năm sau nữa là người ta sẽ gọi mình U50 luôn không chừng. Thì mình thấy là nếu như không có những cái giai đoạn mà khổ đau như vậy á, thì mình thật sự mình sống trên đời nó có ý nghĩa gì luôn. Mà nhiều lúc á, mình nhìn người khác á nha, mình thật ra ngày xưa á, Tâm cũng hay nhìn người khác, không biết mọi người có vậy không, tức là mình nhìn người khác mình cảm thấy họ sướng hơn mình thấy rằng là ôi sao mà người ta thành công như vậy, người ta có được rất là nhiều thứ, gia đình, con cái hạnh phúc rồi, nhưng tất cả mọi thứ thật sự nó chỉ là cái bề ngoài thôi. Còn nếu như mình đã là một người mà sống trái đất này đó, thì thật sự là đừng nói là sướng, đừng nói là không khổ đau, không bao giờ có. Mỗi người đều có một cái trách nhiệm riêng, một cái hành trình riêng. Và từ khi mình thấy được điều đó, thì mình bắt đầu cảm nhận về cái đau khổ nó hoàn toàn khác. Mình nghĩ là nếu như bây giờ đau khổ hay là những cái chuyện mà bất như ý nó đến với mình đó, thì mình sẽ đón nhận với con mắt khác và mình sẽ nỗ lực để mình hạn chế rủi ro cũng như là những cái gọi là hậu quả về tinh thần của mình. Giống như ngày xưa ví dụ mình gặp một cái chuyện buồn thì mình sẽ mất 1 tuần, 2 tuần mình mới vượt qua. Nhưng bây giờ mình nhìn với lại cái lòng biết ơn, mình ghi nhận những cái điều đó và mình quay về mình xem mình học được cái gì á, thì mình có thể mình sẽ mất 1 ngày, 2 ngày hay là cao là 3 ngày thôi là mình có thể mình vượt qua được rồi. Thì cái đó là một trong những cái mà về đau khổ giống như như nói hồi nãy. À, như đọc trong sách hồi nãy. Ngay cả với lại á, mình thấy là nãy như có đọc một cái đoạn mà Đức Phật nói có thể những cái lời mình nói á, hay thậm chí những lời Phật nói luôn cũng đừng vội tin mà hãy đi kiểm chứng. Cái đó rất là ấn tượng với chị luôn, mặt ngộ lắm, như chị đã nghe câu này đúng 2 lần, tối hôm qua 1 lần, bữa nay như đọc 1 lần. Nó là một sự rất là trùng hợp, tức là mình Dấu không hiệu. vội. Sao như Dấu hiệu. đúng rồi, tức là mình không vội gánh mác cho một sự việc á. Cái đó rất là hay, mình cảm thấy đó là một cái câu mà mình chị rất là ấn tượng với cái điều đó luôn. Bởi vì á, đôi lúc đúng, nhiều khi mình nói mình cứ khẳng định, hoặc là thậm chí mình nghe người khác nói, mình nghe những cái người mà họ thành công, hay thậm chí là những cái người mà gọi là như Đức Phật luôn chẳng hạn, thì mình nghe xong là mình sẽ tin liền đúng không? Nhưng hoặc là mình sẽ tin là à, mình là người như vậy á, mình gánh mác cho mình là cái người như vậy, thì cái điều đó nó chưa hẳn đâu. Bởi vì mình phải kiểm nghiệm, giống như nãy trong sách như đọc, mình hãy kiểm nghiệm cái lời đó xem nó có phải như vậy không. Thì khi mình kiểm nghiệm rồi á, chứng thực trên mình rồi á, thì mình hãy tin.
và mình hãy làm. Chứ còn đừng vội, đừng vội vì một lời nói, ngay cả thậm chí lời mình nói lời mình nói đôi lúc mình cũng phải kiểm nghiệm, chứ không phải mình nói là mình đã tin sái cổ rồi, giống kiểu vậy đó. Thì cái câu đó chị rất là ấn tượng luôn, và giống như là mình ứng dụng ra bên ngoài á, thì ví dụ như mình đi gặp một người, mình giao tiếp với một người ở bên ngoài, đi ra bên ngoài mình gặp một ai đó, mình chia sẻ công việc, mình chia sẻ việc bán hàng, cái họ từ chối mình đi, cái mình vội vàng họ nói thôi mua đâu hàng này, nghe cái kiểu các kiểu vậy đó, thì mình vội mình gánh mác là à, cái người này người ta không thích rồi, thôi bỏ qua. Đó là một cái sự việc gánh mác á. Nhưng mà nếu như là mình suy nghĩ là à không, mình sẽ không gánh mác cho người này, mình sẽ kiểm chứng lần hai, lần ba, hoặc là thậm chí là mình sẽ bắt đầu mình lại gợi mở một cái suy nghĩ khác. Ví dụ chị ơi chị không cần, nhưng mà biết đâu người thân người quen của chị có cần thì sao? Đó thì em gửi cho chị cái thông tin này, được thì chị có gì chị kết nối với em nhé. Thì một chút như vậy nó cũng không ảnh hưởng gì tới người ta hết á. Đó là cái mà chị cảm thấy là mình đừng vội gánh mác, đừng vội là nghe người ta nói là đã tin đó là sự thật. Ồ, tự nhiên có hai cái câu đó rất là ấn tượng luôn, mà như với mọi người biết không, là chị phải ghi vô nhật ký đó để em thôi quên, ghi vô là à hôm nay mình học được cái câu đó đó, và mình sẽ làm như vậy đó, mình sẽ không gánh mác người khác qua câu nói của họ, thậm chí là ngay cả chính mình luôn. Ví dụ hôm nay mình nghĩ là mình, ví dụ chị nói với Như là hôm nay là thôi Như ơi, hôm nay chị kiểu chị mệt lắm, chị không muốn làm việc đâu, kiểu như chán lắm mà. Nhưng mà khi thậm chí mình nói câu đó đi chăng nữa thì mình cũng phải kiểm chứng là nó phải là tôi có mệt không, tôi thật sự là tôi có đang mệt không, hay là tôi giả bộ tôi nói với bảo trợ tôi vậy thôi, tôi né việc thôi đó. Ngay chính mình tự gánh mác cho mình là tôi mệt, nhưng mà mình thực chất mình có mệt hay không thì chỉ có mình biết, và mình phải kiểm chứng lại. Ôi cái này rất là hay luôn á, cảm thấy rất là hay cái phần cái câu này luôn, nó như mà nó đúng là chắc là vũ trụ gửi cho chị rồi, cho nên là không hiểu tại sao mà trong một chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng mà mình nghe được hai lần luôn. Tối hôm qua chị nghe câu này là lúc 11 giờ, bây giờ là 12, 1 giờ trưa mình lại nghe lại cái câu này nữa. Đó, hay quá. Hay quá hay. Biết ơn Như rất là nhiều. Biết ơn chị em nghe Tâm chia sẻ nha. Cảm ơn chị Tâm. Chị Tâm mới chia sẻ có cái ý đó, đó là cái gì? Tôi không có nghi ngờ nào về Đức Phật muốn chúng ta tự mình thấy bản chất của thực sự của tất cả các hiện tượng hơn là dựa vào niềm tin mù quáng. Cái chỗ niềm tin mù quáng nó cũng ấy lắm. Tại vì thật ra không biết các chị em mình có suy nghĩ giống chị Tâm với lại Như với lại các anh chị khác. Giống như mình cứ tưởng tượng đi, nếu mà mình không hiểu gì đó mà mình tin thì đó gọi là mù quáng ha. Và mọi người cứ tưởng tượng là những cái sự lừa đảo á, thậm chí là về tôn giáo, về tài chính, về tất cả mọi thứ, về tình cảm, nó là đều dựa trên cái niềm tin mù quáng người ta mới lừa được mình. Còn nếu mà mình có trí tuệ, mình có cái sự nhìn nhận rõ thấu đáo á, thì không ai lừa được mình hết á, không ai lừa được mình đó, chỉ có mình tự lừa dối chính mình thì có thôi. Ừ. Như thấy giống như trước đây có cái đạt cái gì á chị Tâm, người ta kêu cái gì, cái hội gì, Chút cái hội trời gì mà à, đúng 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 rồi, Đức Chúa Trời cũng một một cái đợt đó là mọi người gì đó bỏ nhà đi rồi lấy hết tiền tài cúng vô trong đó, nhưng mà hỏi ra thì cái người mà họ theo á, thì họ không giải thích được là cái trong đó có cái gì hay đó, mà cái hay đó là thực tế là như nào, đã lợi lạc như nào, hay là những cái điều gì mà nó còn bất cập hay sao đó. Có nghĩa là nhìn nhiều góc độ thì họ không nhìn đâu, họ chỉ có khư 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 vô là tôi rất là tin, tôi rất là tin, tôi rất là tin vậy đó, Ừ. trong Kỳ lắm, người quen kỳ lạ lắm. Muốn mù quáng luôn đó. đó, kiểu vậy. Trong trong những người quen của em cũng có người Hả? bỏ nhà đi đó, cũng bỏ nhà đi gom hết tiền của để dành tiết kiệm được đem ra cúng cho họ, xong bỏ đi mấy tháng trời luôn á, xong rồi cuối cùng thì
thân tàn ma dại quay về không còn gì hết. Thì lúc đó kiểu giống như là cũng chưa chưa nói là đạo bên đó là cái đó là nó bậy nữa đó, nhưng mà kiểu như cũng 50-50 đó là mới quay về, có nhiều người đi là đi luôn luôn không tìm được, Ghê quá. nói nó đó. Thì mình cũng phải hiểu cái gì nó cũng có một cái mặt tương đối của nó. Nếu mà mình hiểu mà mình cảm thấy là khi tôi nhìn cái mặt cộng và tôi nhìn cái mặt trừ của vấn đề mà tôi vẫn quyết định tôi làm, thì cái đó tôi mới là có trí tuệ đó. Cảm ơn chị Tâm đã chia sẻ với em nha. Nè, Dự nè, Như Quỳnh và chị Ngân có chia sẻ gì với chị không? Mời Như Quỳnh. Em chia sẻ một chút cái vụ mà niềm tin đó chị. Thì hồi hồi trước đây ấy, khi mà chưa biết đến sản phẩm của mình á, thì nói chung là em cũng không có tin đâu, mà sau khi mà giống như cũng đã tìm, có nhiều người nói em sao mà tin sản phẩm bên mình giống như cách mù mù quáng như vậy á, thì là kiểu là mình cũng đã có sử dụng trải nghiệm qua rồi, rồi mình cũng đã có giống như mình cũng đã có đọc sách á, thì mình cũng đã có tìm hiểu qua qua hết rồi, thì mình thấy là nó có hiệu quả với mình thì mình tin. Với lại nói chung là niềm tin á, thì nói chung là cũng phải có một cái sự kiểm chứng trong thời gian dài, giống như là với lại là em thấy cái công việc á, khi mà mình chia sẻ cho người ta, mình chia sẻ một lần thì người ta không có tin, hoặc là mình kêu người ta mua, mời người ta mua hàng á một lần thì người ta cũng không có mua, mà khi mà người ta thấy là mình nhiều khi là mình lên clip mình xài, hoặc là mình có chia sẻ với người ta nhiều lần, thì mình nói giống như mình đưa ra những cái dẫn chứng vừa nói, mà ví dụ mình nói về cái vấn đề đó, kem chống nắng đi, thì tại sao mà người ta ra đường bây giờ người ta phải dùng chống nắng có độ SPF 50 cộng rồi chống tia UV này kia, thì giống như là có trong cuốn sách dinh dưỡng những điều bác sĩ không nói với bạn á, thì nó có một một cái đoạn nói về việc mà tại sao phải nên sử dụng kem chống nắng, thì mình đưa cho người ta xem những cái trích dẫn đó thì người ta sẽ tin hơn. Với lại là cái kem đánh răng của mình cũng vậy, nhiều khi mình nói là ồ chị ơi dùng cái này đi, cái này là bảo vệ răng miệng tốt lắm, nó là giúp chống chảy máu chân răng này kia, nhưng mà mình cũng phải có những cái clip giống như của những chị mà chia sẻ đã trải nghiệm qua rồi á, thì mình chia sẻ thêm thì người ta sẽ tin tưởng sản phẩm bên mình hơn. Giống như là niềm tin về tôn giáo cũng vậy, thì khi mà giống như con người ta đau khổ á, rồi người ta sẽ tìm đến Đức Phật để mà người ta cảm thấy là người ta an yên hơn, thì cái lúc đó thì khi mà người ta đã trải qua những cái đau khổ rồi, người ta đã được đã kiểm chứng rồi, thì khi đó thì người ta mới có niềm tin vào những cái tôn giáo nhiều hơn. Còn mà về những cái Đức Thánh Chúa Trời gì đó, rồi hồi xưa thì em cũng có một em cũng có đi qua bên nước ngoài á, thì người ta cũng có truyền những cái đạo mà giống như chỉ một nhóm thôi, người ta cũng có đưa cho mình, nhưng mà nói chung thì mình cũng phải kiểm xét, tại vì nhiều khi mà mình đi vô mấy đạo đó như vậy, nó chị Như nói là thứ nhất là người ta lấy tiền của mình, thứ hai là mình tin vào mù quáng quá mà cái kết quả giống như mình bị bỏ bùa mê vậy đó, thì nó cũng không có nên. Dạ rồi cái mà cái vụ mà biết ơn hồi nãy á, là em cũng có nghe, thì thường thường khi mà người ta giúp mình một việc thôi á, thì mình cũng phải kiểu có lòng biết ơn đối với người ta. Rồi nhiều khi mà giống như có những việc đó người ta có thể làm sai với mình, nhưng mà cái ơn trước đó thì mình phải trả. Cho nên là hồi nãy là có nghe cái vụ mà khi mà biết là ông kia giống như giết chết con của mình, nhưng mà vẫn không nỡ để mà ra tay, thì là giống như là lý do là giống như người ta đã có ơn với mình thì mình phải trả, bây giờ mình có ra tay giết người ta đi nữa thì con mình nó cũng không có trở về á. Cho nên là khi mà làm cái việc gì đó thì mình cũng phải nên là suy xét cho kỹ lưỡng để mà mình làm. Em cũng có chỉ có chia sẻ như đây thôi. Cảm ơn chị Như đọc sách với lại chị Tâm chia sẻ ạ. Cảm ơn Như Quỳnh. Người cha dặn người con trai á là hãy theo một người minh quân, hãy lấy một người vợ có đức hạnh và chơi với người bạn có đạo đức đó, người bạn có đạo đức, hãy lấy một người vợ hiểu biết, đừng lấy kẻ ích kỷ đó. Nhưng mà cậu con trai thì cũng cậu này là chắc cũng cũng lém dữ lắm, muốn kiểm nghiệm lời cha mình nói xem sao không.
Nhưng mà như như thì giống như mình cũng rất là may mắn á, khi mà mình nghe đọc qua những cái điều này nè, để chi biết không, mình đỡ có phải giống như cậu con trai phải đi thử nghiệm nhiều lần. Mình cũng có thể thử nghiệm, nhưng mà thử nghiệm giống như cậu con trai này thấy sợ quá, lấy mạng của mình ra thử nghiệm luôn rồi các chị em, thấy không, gì đó mà dám đem giấu con công của ông vua, ông hôn quân đó, ông hôn quân xém nữa chém chết queo rồi. Nếu mà không có người bạn tốt thì là cái con là lấy con công khác là xong rồi, thấy không đó. Còn sau nữa là bắt con trai của cái người Minh quân đó. Nếu mà cái người Minh quân mà không có hiểu biết đó, nói chung là đi thử người ta những cái đó đó, nghe nó nguy hiểm mọi người ha. Cái gì cũng vậy, nói chung là chắc là cậu đó cũng phải nhìn nhận là cái người này là rõ ràng là Minh quân mới dám làm như vậy, đúng không? Nếu mà không thì thử kiểu này chắc cũng dễ đai và lót lắm. Dự chia sẻ với chị đi em. Hello chị Như, hello các chị em. Bây giờ em đi, em đi vòng vòng, em đi trốn đó mà nó đi kiếm em, nó cứ ép theo em. Nghe đi ra đi con, Thì con nói sao con im lặng cho mày nói chứ còn nói con Như không có nghe đâu. Chị ừ. cười. Và cái phần gì đó em cũng có cái phần mà có em thấy cũng có cái ý em chia sẻ về cái phần về người giàu á, người thực sự về trong đau khổ, người giàu thì họ đau khổ trong tâm hồn, còn người nghèo thì họ đưa về trong thể xác. Vì người giàu ấy thì họ lúc nào đầu óc họ cũng suy nghĩ là họ họ để họ làm họ kiếm tiền họ để họ có thêm thu nhập, còn người nghèo thì họ chỉ có còn người nghèo thì họ thiếu về vật chất, quần áo thực phẩm, cái ăn họ không có mà có đâu mà họ đâu họ 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 nghĩ tới cái vấn đề xa xôi. Chỉ có em nhớ em hồi lúc như em mẹ mẹ em hiện tại mẹ em á, mẹ khổ, mẹ từ lúc mẹ lấy ba em là mẹ khổ mấy chục năm nay luôn, mẹ rất là khổ. Nói chung là sáng sáng là mẹ đi làm sớm, làm sáng sớm là mẹ đi làm đến tối tối sẩm mặt trời lạnh á, là mẹ mới đi làm về. Mẹ cũng hay nói em sao số mẹ là khổ, sao mẹ cứ nói là ông là sướng, mẹ cứ nói là sau này là mẹ chỉ ước mẹ cứ làm đàn ông chứ mẹ không muốn làm đàn bà nữa, tại vì đàn bà khổ quá. Do mẹ khổ, mẹ làm lụng từ sáng tới tối, mẹ không dám mẹ hà tiện nữa, mẹ không dám ăn, mẹ không dám mặc, cái gì mẹ cũng để cho con cho chồng, mà rút rút cuộc thì không được gì hết. Thì ba em thì có cái tính là ăn nhậu thì về cứ hay hay càm ràm, rồi không có phụ giúp mẹ em một bất cứ một công việc gì hết. Thế là mẹ em cứ buồn 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 rầu, nhiều lúc mẹ buồn là mẹ cứ khóc, rồi ba em cứ đi nhậu về là cứ kiếm chuyện với mẹ em. Mỗi lần ba đi nhậu về là ba em cứ mẹ em là cứ đi trốn chứ không có dám ở trong nhà. Ở trong nhà là ba kiếm là ba sĩ nha, ba sĩ nói chuyện tên chuyện học sử học xưa, chuyện nói chung chuyện tào lao thiên tàu, nói chung là chuyện gì mà không liên quan đến gia đình mà cứ đi kiếm mẹ để nói, Câu chuyện mà cũ nói không có lại. mẹ không con hầu em ở nhà em chưa có chồng, em cũng nhà mở lòng ba đi nhậu giờ là em cũng biết là em lo em chỉ trốn em đi hết chứ em không em ở trong nhà thì ba thấy có người ở nhà là ba sẽ nói cái chuyện gì ở học sửa hồi xưa, cái chuyện ở đâu chuyện của người ta, ba cũng đi về nhà ba nói xong rồi chung là ba hay quậy lắm, nói thì nói nhưng mà cũng hay quậy lắm, là cái kiểu như là đàn ông trong nhà hay là hay đập phá rồi á, là mẹ có mẹ em ở nhà thì không có đập, nhưng mà mẹ em đi là cứ đập phá, xong rồi em hồi đó em đi học là mỗi lần đi nhậu giờ em đi học là cứ không cho em học, là cứ bắt em nghỉ đốt hết sách vở đốt hết không có cho học,
em cũng buồn, em cứ nghĩ chứ gì đâu mà sao thấy ba mẹ mấy bạn sao thấy nhà người ta thấy ham, ba mẹ thấy ba mình gì đâu, thấy mình thấy ba mình thấy hờ mất, mình thấy kiểu như mình thấy mình không có một chút tình thương nào đối với ba mình hết. Ba thấy ba người ta thấy lo lắng cho con đi học, còn ba mình không có lo lắng gì hết, ba ba đi đi nhậu về còn đốt sách đốt vở, một hai đòi nghỉ không cho học. Nghe Hồi có mấy đố không hồi hay nhỏ đi học em buồn lắm, chỉ dọa thôi hay là có làm không? chị dọ thôi, chị nói thôi, được nói không mà chứ còn làm thì không làm, mà nhưng mà cứ nói vô đầu mình để mình suy nghĩ, cái mình nghĩ tới ba mình vậy cái mình rất là buồn. Mà bốn đứa con mà em là con đầu, bốn đứa con là đi nhậu về, bốn đứa con là đi chị hết, mỗi đứa chị mỗi góc hết chứ không có đứa nào ở nhà, ở nhà là ba quằn quằn, ba đòi đốt sách đốt vở, là đòi nghỉ, rồi cho không cho nghỉ, rồi bắt nghỉ học hết không cho học, nói đủ kiểu trên tàu luôn. Học đó buồn, mấy mấy đứa mấy chị em buồn lắm, là mẹ em cũng buồn, là mẹ em cứ biết giờ là phải đi chị trốn chứ còn không có không cách nào ở trong nhà chịu nổi. Đến bây giờ cũng vậy, đến bây giờ là như ba em có chú ngoại rồi, có chú nội rồi, nhưng mà cái tính ba em hồi giờ vậy không, ba không bao giờ bỏ mẹ em, ba cứ rầu ba cứ buồn ba cứ khóc luôn à. Ba cứ mẹ cứ nói sao số ba khổ, mẹ em khổ lắm, chưa có một ngày nào bà thư bà khỏe hết đó, chung là lúc nào cũng bận rộn cả cả ngày vậy, chứ không có ngày nào mà Coi như thảnh thơi nghỉ ngơi như người ta. Chết được đi chứ, thiệt của Nhật đã đi chỉ à, trốn coi luôn như rồi còn. đây. Rồi bây giờ chị có một cái này chị muốn hỏi Dự, là hiện tại là chồng em á, em chọn một người chồng có nhậu không? Nhậu có cái miệng ấy chứ, Nhậu ít hay nhậu nhiều? mình nhậu nhiều nhậu ít Nhiều. Đó là một cái đó he. Rồi có một cái nữa là chị nghĩ là chị em nên nói chuyện với mẹ, tại vì chị nói là ở Việt Nam thì nếu mà là phụ nữ thì sẽ hơi cực một chút, nhưng mà không biết kiếp sau thì đúng á, mẹ em có thể là một ông đi, nhưng mà lỡ là Em bảo ông thì sao, không là đàn ông ở những nước hơn rất là nhiều, tại vì ở những nước họ đàn ông gọi là chẳng chẳng hạn. Nghe nghe cô Như nói nè, bé Thùy, nghe cô Như nói ở những nước Hồi giáo thì đàn ông họ làm việc cực nè, họ làm việc nặng nè, họ buôn bán ngoài đường, họ kiếm đồng tiền về, rồi thậm chí họ còn nấu ăn cho gia đình, họ còn dọn dẹp rồi lo sóc nhà cửa trong ngoài luôn đó. Họ phải lái xe, họ phải làm đủ thứ hết. Người vợ chỉ có một việc thôi à, chơi xong giữ con, chỉ vậy thôi đó, ăn chơi giữ con, lo cho con, đi shopping đó, rồi đi đâu thì có chồng đi chung hoặc là một cái người nhà đi chung thôi đó. Vậy thì giờ chị hỏi thử chứ, lỡ nha, lỡ kiếp sau rồi mẹ em được làm đàn ông nhưng mà sinh qua ở Hồi giáo rồi sao? Vì em là tiếp tục khổ Thành ra nếu mà thay gì đó đó thì mẹ mẹ đừng suy nghĩ là phụ nữ khổ nữa, mà vấn đề là ở lựa chọn của mẹ thôi, đúng không? Chứ cái này là chị không dám bàn cãi chuyện của người lớn, chị đang nói về chị từng rất là nhiều cái trường hợp là người nam á, nhậu xong vợ con, thì chị cũng nhìn thấy là má chị có một cái sự lựa chọn là má không đi nhậu. À, má chị không có người chồng nhậu. Bà ngoại chị, ông ngoại chị là ông ngoại chị nhậu rất là nhiều, về cũng chửi bới đánh vợ con, nhưng mà má chị có một cái quyết định khác là má chị sẽ kiếm một cái người chồng mà không không nhậu nhẹt, không hút thuốc, đúng đó, và má chị cưới ba chị, và cho tới lúc mà chị nhìn thấy là qua đời ông bà rồi đời ba mẹ chị, và chị tìm một cái người đàn ông không biết nhậu, không hút thuốc đó, không có vũ phu, không có gia trưởng,
Còn không á, còn nếu không có người đó đó thì thà chị ở như Mẹ vậy. xong Cái đó là cái suy nghĩ của chị nha. Thì mỗi người có mỗi cái lựa chọn. Thành ra mình đừng buồn rầu đau khổ gì. Và chị cũng nói có thể chọn sai không ạ? Cũng có thể chọn sai chứ. Để chọn sai chọn lại mấy hồi. Đúng không dự? Yeah. Chọn lại. Sao đâu Ok. Cảm ơn Dự chia sẻ với chị. Cảm ơn bé Thùy nha. mà. Còn hát cho cô Như nghe một bài cho Thôi lát nữa rồi sao cô đi hỏi cho cô Như. Bây giờ mình chị Ngân ơi, chị Ngân có muốn chia sẻ. Ngân ơi. Cảm ơn Dự. Lát nữa rồi quay clip gửi cho cô Như bé Thùy hát nha. Chị Ngân ơi. Nhà mình thông cảm nha, có thể là chị Ngân đang chị Ngân ơi. sẻ nha. Chị có muốn chia sẻ gì không chị Ngân? Đừng có sao, chị chia sẻ nha, nãy giờ nó bị em thì mình Ok chị. Cả nhà mình thông cảm nha, chị Ngân mới mổ ruột thừa. Để chị Ngân nghỉ ngơi một tí xíu. Cảm ơn các chị em hôm nay cũng đã tham gia vào câu lạc bộ đọc sách. Nhân những cái ngày lễ á, mình cũng có thể là nghe những cái phần sách để mình tu dưỡng tâm tâm trí của mình ha. Cuộc sống mà ai cũng muốn nhận, ai cũng muốn nhận, thật sự ai cũng muốn nhận cả nhà. Mình đi đâu, mình gặp khách hàng hay mình gặp gia đình hay mình gặp đối tác, mình gặp thậm chí bạn đời thì ai cũng mong muốn mình là phiên bản hoàn hảo nhất hết á. Đó, thành ra khi mà mình cứ cho đi như vậy thì sẽ không thể tránh khỏi những cái lúc mà mình bị cạn kiệt năng lượng á. Thì những cái lúc đó đó mình nên nạp năng lượng bằng những cái quyển sách đại khái giống như vậy hoặc là những quyển sách khác nữa để cho cái tâm, cái trí của mình được an lạc. Thì như vậy mình hiểu thấu suốt về cuộc đời á, thì mình sẽ cảm thấy là bớt sân hận, bớt đau khổ và mình sẽ có thêm nhiều năng lượng để cho đi ha. Và cái quan trọng nhất đó là cái năng lượng là năng lượng từ chính bản thân của mình chứ không phải là năng lượng đi vay mượn của người khác. Mình hãy tự đọc tự học là chính chứ đừng có chỉ là qua nghe người này nói, nghe người kia nói thì mình sẽ bị phụ thuộc rất là nhiều đó. Bây giờ thì cũng may mắn, bây giờ là thế kỷ 21 á, mình còn ngồi đây mua sách được đọc hoặc là nghe sách online được. Nếu mà mình trả ngược lại khoảng tầm 40 năm thôi cả nhà thì nó là một viễn cảnh khác rồi. Điện thoại còn bấm bấm phím thì làm gì mà có mạng viễn thông cho mình online đúng không? Thành ra là các chị em mình hãy cố gắng, thế kỷ 21 là thế kỷ của cá nhân, của từng người sẽ phát triển được nếu mà mình biết cách ha. Cảm ơn các chị em rất là nhiều. Cảm ơn chị Tâm nè, cảm ơn Như Quỳnh Dự đã chia sẻ với Như nha. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye bye. Bye bye Cảm Như, ơn bye Xích Như, bye chị bye bye chị em nha. Nghe. Bye 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 chị Thùy nha. Nghe. Nói được có một câu mà cứ chờ con mà chờ nói. Chờ nói Thì ở nhà bây ngoan giờ. Đừng có nha, nói gì. rảnh gọi hát cho cô Như nghe nha. Dạ, bye bye bé, bye bye hai chị em, Bye bye chị em. Bye bye. Bye bye bye. bye.